năm 2024. Theo số liệu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2024, tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.001 công dân nhập ngũ. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp làm tốt quy trình tuyển quân, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo khách quan, trung thực. Tại các điểm giao nhận quân, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các địa phương đến dự tặng hoa và động viên các tân binh luôn phát huy truyền thống vẻ vang của người chiến sĩ, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian nhập ngũ. Các tân binh đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những thanh niên ưu tú của quê hương giàu truyền thống cách mạng. Năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 1.001 tân binh làm nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự. Các tân binh được giao cho các đơn vị gồm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó, huyện Vĩnh Linh có 147 thanh niên, huyện Gio Linh 132 thanh niên, huyện Triệu Phong 156 thanh niên, huyện Hải Lăng 135 thanh niên, huyện Cam Lộ 80 thanh niên, huyện Đắk Rông 76 thanh niên, huyện Hướng Hóa 123 thanh niên, thị xã Quảng Trị 37 thanh niên và thành phố Đông Hà 115 thanh niên. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều có trình độ sức khỏe tốt, đạo đức bản lĩnh chính trị vững vàng, trong đó có nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đảng viên mới sẵn sàng tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ của tuổi trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân năm 2024 tại các huyện, thị, thành trên toàn tỉnh Quảng Trị diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn.